trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ảng Tở với tổng số 27 cán bộ, giáo viên, nhân viên, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và ước mơ được học chữ của con em các dân tộc xã Ảng Tở. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ảng Tở đã xây dựng được cơ sở vật chất khang trang, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nâng cao chất lượng học tập của học sinh, năng động sáng tạo trong thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục. Năm học 2018, nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ là khâu quyết định việc nâng cao chất lượng dạy và học. Trong các năm qua, nhà trường đã triển khai và thực hiện có hiệu quả chỉ thị 40/CT/TVK về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng đội ngũ, chú trọng nâng cao chất lượng giáo viên bằng biện pháp tăng cường bồi dưỡng chuyên đề, đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học. Tích cực vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động của người học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, cải tiến công tác kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hội thi tự làm đồ dùng dạy học để đưa ra các ý tưởng, các kinh nghiệm sử dụng và làm đồ dùng dạy học thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên động viên khuyến khích giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn. Nhờ đó, nhiều giáo viên đã có sự đầu tư trong chuyên môn, đổi mới dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin. 21 trên 21 cán bộ giáo viên được cấp chứng chỉ chương trình bồi dưỡng hạng 3, hạng 2. Tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp của nhà trường tăng qua từng năm. Trong 5 năm qua, có 65 lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường, 25 lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 8 lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Hiện nhà trường có 100% giáo viên nắm vững chương trình đổi mới giáo dục phổ thông 2018, tham gia lựa chọn các bộ sách giáo khoa phù hợp với điều kiện của nhà trường. Tham gia tập huấn đổi mới giáo dục phổ thông, cách dạy, cách sử dụng sách giáo khoa trực tuyến cũng như phòng giáo dục và đào tạo tổ chức. Ngoài ra, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp các ngành phát động, nhất là việc thực hiện có hiệu quả chỉ thị 05/CT/TVK của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là một giáo viên thì để đóng góp vào cái quá trình hình thành và phát triển cũng như là thành tích của nhà trường thì bản thân tôi thứ nhất là có lòng yêu nghề mến trẻ và phải tự học và nâng cao cái trình độ nghiệp vụ cho bản thân và tiếp cận những cái nội dung đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018 để nâng cao cái chất lượng dạy và học cho học sinh. Và bản thân cũng đã tham gia các cuộc thi giáo viên giỏi các cấp và giáo dục cho những học sinh học tập tích cực và đạt được các phẩm chất và năng lực của người học sinh theo cái chương trình đổi mới giáo dục phổ thông 2018 hiện nay ạ. Nhờ những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của nhà trường không ngừng được nâng lên. Nhà trường luôn duy trì kết quả chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2, cùng với việc dạy và học. Tập thể sư phạm nhà trường cũng quan tâm công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 100% học sinh hưởng ứng phong trào thi đua ngay từ đầu năm học. 100% học sinh đánh giá thực hiện đầy đủ các tiêu chí cấp tiểu học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả, các hoạt động giáo dục hàng năm đều hoàn thành từ 98% trở lên. Tỷ lệ học sinh hoàn thành tốt tăng qua các năm. Học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ đạt 80%. Nhà trường có nhiều học sinh đạt giải trong các hội thi, viết chữ đẹp, hội khỏe phù đồng, giải điệu tuổi hồng, sáng tạo, thanh thiếu niên, vẽ tranh theo chủ đề cuộc thi viết về Bác Hồ với thanh thiếu nhi do huyện đoàn tổ chức và nhiều hội thi khác. Khi học tập dưới mái trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Ảng Tở, em cảm thấy rất vui và tự hào. Ở trường em đã được học rèn luyện, học tập, vui chơi trong lớp, trong câu lạc bộ và các hoạt động do nhà trường tổ chức giúp em biết được rèn luyện và biết yêu nước, trung thực, chăm chỉ, nhân ái, trách nhiệm. Em rất biết ơn và các thầy cô đã dạy dỗ em.
nâng cao cái chất lượng dạy và học thì tập thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường cũng đã thực hiện một số những cái nội dung như sau. Đối với giáo viên thì quyết tâm nâng cao cái chất lượng chuyên môn của mình bằng cái mục tiêu đó là năm sau cao hơn năm trước. Thế và nhà trường đang thực hiện thắng lợi được đó là 65% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện trở lên. Đối với học sinh thì nhà trường quan tâm đến cái việc duy trì sĩ số cũng như tỷ lệ chuyên cần của học sinh bằng cách là tạo ra một số những cái hoạt động trải nghiệm, những cái câu lạc bộ nhằm thu hút học sinh tham gia, vừa là để cho học sinh nâng cao cái tỷ lệ chuyên cần, vừa là nâng cao cái kỹ năng sống cho học sinh, nâng cao cái năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác của mình. Và ngoài ra thì nhà trường đặc biệt quan tâm đến cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay thì nhà trường cũng đã thực hiện tốt cái mục tiêu giáo dục của mình, đó là đảm bảo 75% học sinh được khen thưởng từ hoàn thành tốt trở lên. Phổ thông dân tộc và bán trú tiểu học Ông Tở thì dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và sở giáo dục đào tạo, phòng giáo dục đào tạo cũng đã chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các cái nội dung để nâng cao chất lượng dạy và học. Từ cái việc mà làm tốt cái công tác tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống cho đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, rồi đến việc mà xây dựng mối đoàn kết trong nhà trường thì nhà trường cũng làm rất là tốt những nội dung này. Rồi về việc giảng dạy và nâng cao chất lượng học sinh thì cũng đã được nhà trường thực hiện rất là nghiêm túc, có nhiều những cái đổi mới, có những cái sáng tạo trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, và đã được rất là nhiều cấp ngành tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Đó là cái sự nỗ lực cố gắng rất là nhiều từ ban giám hiệu đến đội ngũ nhà giáo để đạt được những cái thành tích như vậy.